nó nọ chị bây mà nó chị ba ta kỳ cho cái cái gió rồi mình nhận nó xin nè nên cho nên nên cho nên tung kinh do chị nên hỗ trợ kinh tế nên hỗ trợ kinh tế ta sẽ bây gặp cái nguồn nguồn nè chị bây mà lịch chậu thực kỳ nè thực kỳ của kiều tây bây mà chậu nè bây chậu thì tiền nè mà bây thêm mà sẽ chậu á bây thì chậu tàu á nên cho nên hỗ trợ kinh tế lịch chị nên chậu thì tàu thực kỳ họ chậu thì tàu này thế này dạ bây giờ li từ khai thông từ con lại rau nó nãy giờ con lại rau nó chỉ cũng li cũng chỉ nhẹ sự kiện nè sự kiện chỉ con lại tao ít cho tua cho nhẹ chỉ rong thì xem mà cũng sử dụng nó nè tụi nó tụi chơi chay tụi nó tụi chơi chay và tao đi lo tao và sử dụng nó nãy giờ có sử dụng nó lo một chay lên nó cũng ít sắp tới sự kiện cũng chỉ tao khen nè chay nó mà chay tao nhẹ nhẹ nữa thôi có chay tao cho cá rau nó nãy giờ thôi có chay tao cho cá rau nó mà lại tao nhẹ nhẹ chút lên nó nhẹ nhẹ mà cơ cứ cái rõ gió mà rộng khứ nó là tao nhìn nhẹ hẳn lên nó nhìn nhẹ hẳn lên nó chị thôi có cứ cái gió thì rộng khứ tí cho rộng nó xin ạ tí cho rộng nó xin ạ tí cho rộng nó xin chị rộng khứ nó thì khứ đầu thì cái gió thì chỉnh đua thì rộng cầu nó dạ thì cũng lại muốn cho tất thả nó cũng chẳng thể sợ đời những bác bao ta chỉ cũng lại muốn thả đi nó cho sợ đời với khó kỳ cỡ sợ lúc thưa chị tập bao là họ sợ nè thì vị của Isa tây thay Isa tây sứ chỉ của uất chỉ tàu của uất chỉ tàu đó nên sai thì sự vụ khen nó cho nên những báo cơ của nhẹ tụ nó lọt lại nữa tụ nó lại thế lại tàu nhẹ nhẹ tí dạng cầu nhẹ nhẹ ý dạng cầu nên nó chỉ có cầu cho nên rộng cầu tí cho rộng rộng sứ chỉ rộng cầu nữa thì nhớ rằng nên bề mặt sinh chỉ đó